thằng này nó đang làm gì Quỳnh Anh? Nó chữa chạy cho bà. Làm gì? Nó chữa chạy cho bà vậy, mẹ. Vậy đó hả? Rồi cái tấm hình này không được bút đất bờ bãi bút vô này. Đúng rồi, Quỳnh Anh giỏi quá. Nè con ngồi qua đây nè. Dạ. Rồi ngồi, ngồi xuống đây đi. Đây này nó làm gì Quỳnh Anh? Nó bẻ cây của người ta. Đúng không? Làm gì đâu đúng không? Không đúng đâu. Vậy đó hả? Rồi bạn này đang làm gì? Bạn này đã phải dọn sẻ cho nó vui. Vậy là đúng không? Đúng. Rồi mấy bạn này? Các bạn đang lao kiến cho rất vui. Rồi bạn này? Đứng bạn làm... này cười ha ha. Vậy bạn hả? Này không... Bạn này á không này. Bạn này không tốt đúng không? Dạ bạn này không tốt. Đúng rồi. Ăn đây. Cơm bả chưa đến rồi. Nè Quỳnh Anh, cái này giống con không? Giống. Này làm gì vậy? Nó làm gì? Nó lấy giày. Lấy giày để đâu? Để dân cả. Đúng rồi, con này đến giày ngủ đắp mình ngủ. Đúng rồi, con này làm gì tiếp mẹ vậy? Giao giao qua nhà. Còn cái này giao nhà. Đừng cái này quét nhà. Quét nhà. À giao nhà. Này làm gì? Nó bài gì chơi. Đâu có, nó dẹp mà. Nó dẹp không nè bài. Nó bài. Nó dẹp nè. Đúng không? Rồi cái này làm gì vậy Quỳnh Anh? Chích tay. Đâu làm gì bị gì vậy? Bị bể cái chậu bông pha nè.